ចា៎ចឹងបន្តពីអ្នកគ្រូបានបង្ហាញនៅរូបភាពនឹងជួនកូនហើយតើកូនអាចទីដឹងអត់ថាថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីមេរៀនអ្វីកូនចា៎គិតមិនតិចតើចា៎ល្អណាស់គឺយើងរៀនអំពីមេរៀនទី2ផលប្រយោជន៍រកប្រខាជាតិចា៎អញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថាថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីអ្វីឥឡូវមើលចំណុំជើងលើកដាក់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការអានឲ្យកូនចា៎អញ្ចឹងអានតាម
chung quốc tìm muối chát thờ vốn rốt hạ triệt lán mẹ liên tìm bí lát sân thú hoa bờ cháu rốt hạ triệt ẹt văn thay áo plan cố rốt hạ triệt đó chỉ cương sông hà rấm nâng sông thế rẽ sông ngọt khó rốt hạ triệt đó áo sật ngó rốt hạ chiết sầm rắc lùng o kê hạ thán nâng tí xa thiết thiê rừng nạ chàng chắc vẫn có bị an nơi trường nằm trên hói chẳng còn ảnh đang hai tháng ngày nâng khi dương viên nằm phí mê lên tìm bị đó đột đài và tái dân cho tới chung nói mày chàng cư chung nói có rốt hạ chiết đó chỉ cướng xung hà râm nâng sông thì rẽ sóng sông nam hai chung nói khó cư dương viên nằm phí rốt hạ chiết đó chiết chi ảo sọt hai chừng lệnh có cứ liên lạc với rốt hạt chia xâm rắc lùm ó kê hạ tháng nắng ti xa thiết thì là nặng chàng chắc muốn chiên cho tận đọc lâm xa để biến là nơi dương một sắc xa bị cần lưng chừng mùi đẹp rồi tận đọc này sân đặc biệt con nghe sự nghe dốt tận lưng lâm xa nghề liền chàng chắc đi cái chia bị cần lưng bỏ chứ chàng chắc là cơ nông phương càng án hai con an ta để rốt đẹp ọc điện chàng sắc xa bị cần lưng muối cướng nạc bị chìa niếm và thốt tràn mốc xong khía chia phụ mùi ốc thì hó tét nhông miền lụa cương sông hà rầm phí xong nóng nạc tiện chìa niếm cà xong cá cỏ sàn ốc thì hó ạ kia đi miền xong nóng rầm mòn bấy ao xót nạc tiện chìa niếm nạc mốc bạc rô ốc thì hó đau chi ở sót chia ba chủng ngữ cầu chàng bốn hò lớn nạc biệt chỉ niếm ca bỏng cao ụ tỷ hó rốc hạ chia chia nẹ hò lớn à há xong ra một nốt nâng sạc rám lùng ó nạc biệt chỉ niếm xịt đầy ó bạc bọt ụ tỷ hó rốc hạ chia cá đắng xong rắc lùng ó kế hạ thàng